Ok, thì khi mà học á, thì em muốn là mình sẽ có tương tác. Thì trong một cái buổi học có thể là mình sẽ học có nghĩa là 1 tiếng rưỡi. Thì em muốn là mỗi một khoảng 10 phút, 30 phút được không? 30 phút thì mình sẽ có hai bạn lúc nào cũng mở mic hết. Và hai bạn đó là phải đảm bảo là cái nơi bạn đang ngồi là phải yên tĩnh. Tại vì khi yên tĩnh, ví dụ như khi em nói ở đây mọi người nói, một hai người phải trả lời với em thì em biết là mọi người hiểu hay không. Rồi thì cứ 10 phút người đó thoát ra thì đến số thứ tự của mình thì mình cứ tự động mình vào thôi. Em không phải nhắc ừ tới chị nào vô. Em có nghĩa là mình làm như vậy cho nó nhanh cho cái lớp của mình. Người khác khi người ta coi lại người ta sẽ không có bị gián đoạn cái mất cái thời gian của mình nói chuyện ha. À, rồi một cái nữa là các chị đăng ký vô danh sách hết chưa? Tôi còn còn người chưa đăng ký rồi. Dạ thì nữa mình bổ sung sau ha. Ví dụ sau mỗi buổi học các chị đánh giùm em cái số thứ tự của mình vô đây, khi nào rảnh cái em lên em điểm danh lại. Dạ vâng cô nhé. Dạ rồi. Về cái phần chi phí của cái phần Zoom á, thì hiện tại hôm bữa rồi em chỉ yêu cầu là mọi người góp trước 1 tháng thôi, nhưng mà hiện tại là mình góp chắc sắp đủ 3 tháng rồi, thì đủ 3 tháng em xin ngưng nha, em không có thu nữa tại vì em mất công đi sao kê lắm các anh chị ơi. Rồi em nghĩ là nhiêu thôi rồi xong á, hiện tại là mình có hai cái group Zalo. Thì một cái group á, là để em chỉ chuyên thông báo mọi người vào đó nhận cái link để mình học thôi, còn một cái group kia á, thì em yêu cầu là mỗi ngày, có nghĩa là ví dụ mình sẽ học tối thứ ba tối thứ năm, thì có nghĩa là tối thứ ba em sẽ cố gắng dạy cho nó nhẹ một tí xíu, tại vì tới tối thứ năm thì nó cận quá, thì tối thứ năm mình sẽ học nhiều hơn một tí xíu để mình có cái thời gian mình làm bài. Thì sau mỗi cái buổi học như thế này thì các chị ở nhà học bài, thì trước cái buổi hôm sau á thì ở trong cái nhóm của mình có thể ghi âm lại được á, thì chị cứ cầm những cái gì mà chị, những cái bài nào mình học được á, mình ghi âm lại hết gửi thẳng vô đó giúp em. Ví dụ khi nào em rảnh thì em lên em nghe để xem là tiến độ các chị học theo như thế nào, có kịp hay không, có cần cái chỗ này cần sửa như thế nào thì em rảnh em sẽ lên em sửa. Ngoài cái giờ học ở đây thì buổi tối ví dụ hôm nào rảnh thì em vẫn có thể em mở Zoom lên để có thể em phụ đạo thêm cho mọi người được. Rồi mình thống nhất cái đó ha. Bây giờ em bắt đầu vô bài nha. Mình mở ra từ trang 20 đi. Những trang khác thì ví dụ khi nào mình có thời gian ở nhà thì mình đọc ha. Dạ, thì đầu tiên là mình nói về tiếng Hàn. Tiếng Hàn nó cũng như tiếng Việt mình thôi, thì nó có nguyên âm với lại phụ âm. Chị thấy chưa? Các chị thấy chưa? Chỗ trang 20. Không nghe được. Không Nghe được không ạ? được cô ơi. À, dạ. Không thấy, con nghe đi. Chắc phải có một bạn nào phải tắt mic giùm mình nữa. Chị mua tất cả luôn đi chị ơi. Ok, bây giờ mình vô bắt đầu ha, thì mình sẽ mute tất cả ha. Rồi, nguyên âm á, thì mình sẽ có ở đây mình thấy là 21 nguyên âm, thì trong đó có 10 nguyên âm cơ bản, có nghĩa là mình chỉ cần nhớ tiếng Hàn nó có 21 nguyên âm, thì trong đó có 10 nguyên âm đơn và 11 nguyên âm đôi, vậy là đủ thôi. 21 nguyên âm và trong đó có 10 nguyên âm đơn và 11 nguyên âm đôi. Đây, ở đây nhìn thấy dưới đây thì mình thấy ở đây đó là nguyên âm đơn, thì bạn nào số 1 đầu tiên đó. À, hai bạn đầu tiên mình cứ mở mic tương tác với em ha, mình đọc theo ha. Ở đây các chị đọc nhìn, khi mà mình thấy cái cấu trúc của tiếng Hàn á thì nó có cái cấu trúc là mình viết ở đây, như các chị thấy cái con chuột của em ở đây không, từ số 1 có nghĩa là từ trên xuống dưới, từ bên trái qua bên phải, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, các chị thấy không? Hai bạn nào tương tác với mình đi. Thấy rồi cô.
Rồi. Đó, mình sẽ đây từ trên xuống dưới, ở trước ra đằng sau và từ bên trái ra bên phải thì mình chỉ cần nhớ từ trên xuống dưới, từ trái qua phải thôi. Rồi, đầu tiên thì nguyên âm đầu tiên đó là chữ đầu tiên ký tự ở đây. Mình thấy con chuột không ạ? À? A. Đọc theo Lam nha. A. À. A. À. A. À. À, ok. À. Kế tiếp ở đây thì mình thấy ở đây nè. A thì ở đây tên gọi của nó kế bên là tên gọi. Thì mình thấy tên gọi tự nhiên cái chữ A mà ở trước nó có cái dấu O tròn không? Mình thấy rồi. Đó, A thì có trước dấu O tròn. Thì lát mình sẽ giải thích tại sao nó có O tròn ở đây. Và phát âm y chang tiếng Việt mình là A. Đó, cách viết thì ở trên xuống dưới từ bên trái qua bên phải. Rồi, kế tiếp ở dưới da. Da. À. Y dài với A là mình đọc là da, da. À. Ở đây kế tiếp nha. Ừ. Ừ. Ừ thì ở đây là bên trái qua nè, bên trái qua nè, xong có nghĩa là từ đằng trước ra đằng sau thì bên trái qua trước xong rồi trên kéo xuống, thì cái cách viết này mình có thể nhìn ở trong sách để mình viết theo nha. Ừ. Ừ. Rồi, à, hai gạch lúc nãy thì ơ là một gạch đúng không? Còn ở đây dơ là hai gạch. Dơ. Y ơ dơ. 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 Ở đây kế tiếp ở trên xuống dưới, ở bên trái qua bên phải. Ô. Chữ ô. 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 Rồi. Thêm một gạch nữa. Thêm một gạch xuống nữa thì là vô. Mình cứ thêm y ở phía trước là thành vô. Vô. Rồi kế tiếp ở trên xuống dưới. Ở trên, ở, từ bên trái qua bên phải. Ở trên xuống dưới. Đọc là u. U. Gạch thêm một gạch ở dưới xuống nữa, đọc là du. Du. Rồi, một chữ kế tiếp gạch ngang, đọc là ư. Ư. Gạch xuống, đọc là y. Y. Rồi, mình thấy cái bảng này rõ không? Mình thấy rõ. Rồi, đọc nha. A. A. A là một gạch nè, một gạch xuống, một gạch ngang đúng không? Kế tiếp là da, hai gạch ngang. A da. Da. A da. A da. À, một gạch ơ. Ơ. Dơ. Dơ. Ô. Ô. Dô. Dô. U. U. Dù. Dù. Ư. 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 Ừ. Mình đọc lại nghe đơn giản không? Rất dễ nhớ. A, da, ơ, dơ, ô, vô, u, du, ư, y. Đọc lại nha. A. A. Da. Da. Ơ. Ơ. Dơ. Dơ. Không phải là dơ nha. Không phải là dơ. Mình cố gắng đọc là dơ. 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 Ô. 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 Vô. Vô. U. U. Du. Du. Ư. Ừ. Y. Dễ nhớ y. Không? Y. Dễ nhớ không? Có chỗ nào khó khăn không? Rồi đây là nguyên âm đơn ha. Đây là nguyên âm đơn. Kế tiếp mình sẽ sang nguyên âm đôi. Thì người ta gọi là nguyên âm mở rộng. Mình chỉ cần nhớ nó là nguyên âm đôi thôi. Đôi là gì? Hai thằng đơn ghép lại là thành đôi. Thì lúc nãy ví dụ ở đây chữ này đọc là chữ E. Thì nó bao gồm chữ A lúc nãy cộng với chữ Y. Là hai thằng đơn lúc nãy ghép lại thành. Đúng không? Ở đây chữ da thì thành chữ da này cộng với chữ y là thành. Ở đây chữ e là thành chữ ơ cộng với chữ y là thành. Rất là đơn giản. Các chị không cần phải thấy khó đâu. Tại vì học cái phát âm tiếng Hàn này chỉ cần em dạy 30 phút thôi. Và mình dành khoảng 1 tiếng rưỡi mình học là mình sẽ đọc nói được tiếng Hàn. Không có gì khó hết trơn á. Mới thì nó hơi khó thôi. Kế tiếp ha. Ở đây nguyên âm đôi thì gồm có gì? Một gạch xuống nè, một gạch xuống nè, một gạch ngang nè, một gạch xuống nè. Thường em sẽ viết như vậy, là đọc là E, phát âm tiếng Việt mình tương tự là E. Yeah, hai gạch là yeah, thêm chữ Y ở trước nữa nè, yeah. Yeah. Rồi, một gạch ở bên đây, rồi xong hai gạch xuống là E. E. Hai gạch là gì? Yeah. Rồi, ở trên kia lúc nãy có chữ O đúng không? Chữ O nè, ở trên xuống dưới nè, gạch qua nè, chữ này là chữ O cộng với chữ A thì mình đọc là oa. Oa. À, có gì khó không ạ? Không ạ. Rồi, chữ O cộng với chữ E, chữ O cộng với chữ E thì mình đọc là oe, oe. Mình đọc là oe đi, o e oe thì nó sẽ hay hơn, oe. Oe. Rồi,
O với Y. Đây mình chú ý nha, đây có nguyên cái này chữ O với chữ Y chứ không phải chữ O với chữ E nha. Nhưng mà O với Y thì mình lại đọc chữ này là quê. Quê. Nhưng mà không quê khó, tự động mình sẽ nhớ thôi, không sao cả nha. Rồi U với Ơ mình sẽ đọc là quơ. quê Rồi đọc lại nha. E nè. E yeah. nè. Yeah. E. Yeah. 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 Qua. 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 Quê. 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 Quơ. Quơ. Quê. Rồi lại nha. E. Yeah. 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 E. Yeah. 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 Qua. 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 Que. Que. Quê. 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 Quơ. Quơ. Rồi cái này các chị về mình cố gắng là ví dụ khi mình đọc được, mình viết được cái chữ này ha, rồi đọc được cách phát âm của nó là được. Rồi ở đây, ở dưới đây còn tiếp nữa nè. U với quê. U với e là quê. Quê Rồi quê u với y mình đọc là uy. Uy. quê Rồi cái này là chữ y với chữ chữ ư với chữ y thì đọc là uy. ui Ở đây mình thấy phát âm đọc là ui nhưng mà đọc ui nó rất khó phát âm. Ví dụ chị nào đọc ui á, em thấy khi mà tại vì khi mà ra nó sẽ có nhiều trường hợp mình lại đọc là ui, có nhiều trường hợp đọc là ui. Nhưng mà hiện tại các chị nhớ giùm em là ui đi, ư với y là ui thì nó sẽ cái trường hợp này tại vì nó nhiều hơn, nó phổ biến hơn thì mình cứ nhớ lại vậy ha. Quê, quê. Ui. 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 Rồi mình đọc lại một cái này một cái ha. Em đọc trước nha. E, yeah, e, ye, oa, que, quê, quơ, quê. Hai chữ này đọc giống nhau đúng không? Ở trên là ô quê nè, ô với e là quê. Cái này u với ê mình cũng đọc gần như là quê luôn à. Rồi, ui, ươi. Mình đọc lại nha. E, E. yeah, Yeah. e, E. ye, Yeah. qua, Qua. que, Que. quê, Quê. quơ, quơ, Quơ. quê, quê, Quê. quy, Quê. ui, Ui. Ui. Rồi không có gì khó ha, là xong nguyên âm rồi đó. Xong nguyên âm mình chỉ còn phụ âm nữa là mình xong, là coi như là mình đọc viết được chữ tiếng Hàn rồi đó. Thấy dễ không? Phụ âm á, thì nó có tổng là 19 phụ âm. À, trong đó có 14 phụ âm đơn và 5 phụ âm đôi. Mình nhớ ha, có 19 phụ âm, 14 phụ âm đơn với lại 5 phụ âm đôi. Thì ở đây phụ âm đơn mình có là gì? Mình viết như thế này, bên trái kéo qua bên phải rồi kéo xuống. Mình có hình ở đây nữa, mình về mình viết thẳng vô trong sách mình luôn. Rồi mình viết dài 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 ra những cái trang màu trắng này luôn ha. Rồi cái này đọc, mình đọc nè, phát âm tiếng Việt ở đây có chữ c nè, chữ g nè, rồi phía trước mới phát âm là chữ k chữ g nữa. Thì thường chữ nào cũng được nhưng mà em thấy chữ k với chữ c thì phát âm em thấy nó hay hơn, thì em thường phát âm là chữ k với chữ c. Rồi c c Cờ. c Cờ. kế tiếp ở dưới, ở đây mình sẽ về mình tự học cách viết ha, thấy nó có sẵn rồi. Ở đây là n N. n n rồi tờ Tờ. tờ viết ở đây, trên Tờ. kéo qua rồi kéo kéo xuống cái mình bo tròn lại rồi tờ Tờ. tờ hoặc là đờ. Các chị nghe tiếng Hàn Quốc mà người ta nói là hamnita hamnita đó, các chị có nghe nhiều không? Nhưng mà có nhiều người thì phát âm là hamnida, có nhiều người thì phát âm hamnita, nhưng mà em thấy phát âm hamnita hay hơn nên em là phát âm hamnita. Rồi chữ chữ r này, chữ r này thì mình sẽ có phát âm hai cái, một chút xíu em note lại đây. Em sẽ chữ r với chữ l một tí xíu, em sẽ cho mình một cái ví dụ. R, chữ này đọc là chữ R và chữ L nha các chị. R R L L M M M M B M B M B. Ví dụ nghe em phát âm nha. Thập, thập. Thì các chị thấy chữ B nó như thế nào? Thập.
paputa paputa pap pap thành thật là giống như là chữ p mà mình bặm môi á, pap. Rồi ok ha. Kế tiếp là chữ sờ, sờ. Ngờ, ngờ, ngờ. Ở đây kế tiếp là chữ chờ, chờ, chữ chờ bình thường thôi, đọc nhẹ nhàng chờ, đúng không? Rồi ở dưới đây một chữ chờ nữa, nhưng mà nó chị thấy các chị thấy có một cái dấu quyền ở trên không? Thấy không? Mình sẽ phát âm cái này nó là xì hơi nha, chờ, 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 nhẹ thôi nhưng mà chờ, chờ, chờ. Ở trên là chờ, chờ, ở dưới là chờ, chờ. Một chút xíu, tại vì tại sao ở trên mình có một một chữ, lát mình có hai chữ chờ này thì mình sẽ đọc mạnh hơn là chờ. Còn ví dụ cái này nó một chữ thì nó là chờ thôi, chờ, chờ. Còn ở dưới là chờ, chờ, mình xì hơi mạnh ra xíu, chờ. Ok ha. Rồi, kế tiếp là chữ khờ. Thờ. Phờ. Hờ. Rồi, có khó khăn gì không? Cái này tự học được không hay là em nhắc lại không? À, mọi người lưu ý khoanh tròn lại cái chữ nha. Ở đây lọc là cờ. Cờ. Nờ. Nờ. Tờ. Tờ. Rờ. Rờ. Mờ. Mờ. Bờ. Bờ. Sờ. Sờ. Ngờ. Ngờ. Ngờ, ngờ. Chữ ngờ mình nói ngờ. 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 Chờ. 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 Khờ. Khờ. Thờ. Thờ. Phờ. Phờ. Hờ. Hờ. Rồi coi như là bản chữ cái này mình về mình học thuộc cái này thôi là bắt đầu là mình biết được tiếng Hàn rồi đó. Ở đây một cái phụ âm đôi. Như lúc nãy một chữ là chữ cờ đúng không? Thì hai chữ thì mình gọi là chữ đôi đó, thì mình sẽ đọc mạnh hơn thôi. Cờ. Hồi nãy một chữ là cờ, cái này đọc là cờ, căng lên, cờ. Đúng không? Rồi một chữ ở dưới đây là tờ, thì hai chữ mình sẽ đọc là tờ, tờ. Rồi, ở dưới đây là một chữ hay là bờ, bờ. Lúc nãy em nói là phập đó, đúng không? Thì này hai chữ mình sẽ đọc căng lên, bờ, bờ. Rồi, kế tiếp một chữ sờ, một chữ là sờ, hai chữ là sờ, sờ. Rồi một chữ là chờ, đúng không? Hai chữ là đọc mạnh lên, chờ, chờ. Ok, không có vấn đề gì ha. Có cần đọc lại nào? Cờ, tờ, bờ, sờ, chờ. Rồi, ở đây mình về mình có thể đọc thêm những cái này. Ở đây phụ âm ở trên nhưng mà người ta liệt kê cho mình thôi. Có nghĩa là mình đọc nhẹ nhàng nè. Cờ, tờ. Khi mình đọc cái này mình thấy ở cái cổ họng của mình nó sẽ rung lên. Ví dụ cờ, tờ, bờ, sờ, chờ, đúng không? Còn bật hơi thì nó sẽ xì hơi ra, khờ. Mình sẽ không thấy rung ở đây mà mình sẽ thấy là bật hơi ra, khờ, thờ, phờ, chờ, đúng không? Rồi căng là đọc mạnh lên thôi, cờ, tờ, bờ, sờ, chờ. Rồi xong rồi đó. Xong mình sang âm tiết. Cái cách ghép âm tiết của tiếng Hàn thì trong tiếng Hàn ở đây các chị thấy đúng không? Lúc nãy giờ ở trên đây em nói tại sao ở đây nguyên âm. Nguyên âm nó không bao giờ khi mà mình viết một chữ không bao giờ là nó đứng một cái chữ, cái ký tự đầu tiên hết. Mà lúc nào nếu mà nó đứng một mình thì nó cũng phải có chữ O ở phía trước á. Chữ O này là chữ ngờ. Nhưng mà chữ ngờ đứng đầu tiên mình sẽ không đọc. Có nghĩa là nó là coi như là tượng trưng để vô cho đẹp chữ thôi. Đại loại mình cứ nhớ vậy, mình không cần quan trọng, không cần để ý đến nó, đúng không? Đọc ở đây một khi mình viết á, thì chữ ví dụ mình nói là a thì là mình phải viết chữ o ở phía trước rồi có chữ a ở phía sau. Mình cứ tạm nhớ như vậy rồi lát xuống dưới em sẽ giải thích thêm là mình tự hiểu thôi, không khó nha. Rồi về âm tiết. Ở đây mình thấy rõ không? Đây, âm tiết trong tiếng Hàn. Đây, cái cách viết của nó thì có. Đây là phụ âm đầu, là phụ âm cuối. Ví dụ ở đây, một chữ phụ âm đầu là chữ ngờ nè. Các chị có cần cái này, có cần em biết cho các chị, giải thích cho các chị không? Để em stop share cái này đi, em share lại.
Rồi, mọi người nếu có sách thì mình nhìn vô sách ha. Còn nếu không thì nhìn em ở đây. Đây phụ âm đầu. Em sẽ nói lại lúc nãy. Đây chữ A mình không bao giờ nó đứng một mình như thế này. Mà nó phải bắt buộc, nó phải có chữ O ở phía trước rồi A ở phía sau ha. Thì như trong hình, như trong đây mình có cái âm tiết đầu tiên là âm A. Thì mình sẽ viết nó là O xong rồi A. Rồi kế tiếp một chữ nữa, mình A, chữ này đọc là K thì mình sẽ ghép bằng chữ C và chữ A đọc là K. A, K, đơn giản không? Nó giống như tiếng Việt mình thôi. Ví dụ mình nói là chữ tôi thì là chữ tôi, tờ, ô, y, ôi thì là tôi, ghép y chang vậy. Nói phát âm sao viết y chang vậy. Tiếng Hàn cũng vậy thôi. Ví dụ C với A là K. Các chị hiểu không? Có ai trả lời mình nhé? Một bạn tương tác với dạ mình. Hiểu. Dạ, dạ hiểu. Hiểu cô ạ. Rồi sang cái thứ hai ha. Rồi kế tiếp em là tương tác à. Kế tiếp là chữ U. Đây đúng không? Mình chữ O ở trên, chữ U ở dưới. Thì ví dụ những cái chữ mà ở đây mình gạch ở bên trái qua bên phải nè, ở trên xuống nè, thì ở trên mình sẽ có chữ O, nó sẽ nằm ở trên theo cái cấu trúc ở trên. Mình thấy đó là âm đầu là phụ âm, âm giữa ở dưới. Đúng không? Đó là âm đầu nè, âm cuối nè. Rồi kế tiếp một cái cấu trúc nữa là cấu trúc thứ ba, mình thấy là ở trên rồi ở giữa ở dưới, đúng không? Chữ lúc nãy chưa đọc đúng không? Em chưa đọc cái này, chữ này là đọc là chữ U nè. Rồi thêm một cái chữ nữa, chữ cờ nè với chữ U đọc là cu, u cu. Đúng không? Ở trên, ở trên đây là a. A. Ha. K, K, để chị đứng đọc A. A, K, chữ cờ mà A, K, đúng không? Ở đây là U, U, Cù. Rồi kế tiếp một chữ ở đây là cái gì? Úc, U cờ Úc, đúng không? Mình nói Úc, tiếng Việt mình đơn giản thôi, thì chữ U, đúng không? Rồi cờ Úc, đúng không? Rồi chữ kế tiếp là chữ Cúc. Cúc, chữ Cúc mình viết làm sao? Cúc thì cờ, U, dư C, đúng không? Rồi kế tiếp là chữ ác. Ác là gì? A cờ ác, đúng không? A cờ ác, A cờ ác, đúng không? Thì em nói là nguyên âm không bao giờ nó sẽ đứng một mình mà nó sẽ có chữ O ở phía trước đây, xong A kế ác, đúng không? Rồi kế tiếp là chữ cát. Chữ cát viết thì sao? Cờ A cờ ác, đúng không? Cờ A cờ ác thì trong tiếng Hàn nó chỉ có như thế này, có nghĩa là nó chỉ có một từ nè, hai từ nè, ba từ, chứ không bao giờ mà nó ở đây thêm từ thứ ba rồi nó xuống dưới nữa. Các chị hiểu ý em không? Dạ. Lúc nào nó cũng vậy, ở trên, ở trên, ở trên là một hoặc là ở trên là hai, xong rồi kế tiếp nó nằm ở dưới rồi ha. Kế tiếp chữ, kế tiếp là chữ uy. Đây u, đúng không? Chữ u gì thì mình kết hợp với chữ y, thì chữ y mình sẽ kéo ở trên cao xuống một xíu, uy, đúng không? Rồi kế tiếp là chữ quy. Chữ quy viết làm sao? Cờ uy quy, đúng không? Cờ, cờ u cờ. Chữ uy, cờ y quy, đúng không? Rồi kế tiếp một cái âm tiết kế tiếp là chữ oát. Chữ oát mình viết làm sao? Ồ, chữ oát của mình có phải là, có phải là o a cờ oát, đúng không? Đúng không? Thì đây o, đúng không? O thì mình không phải là o mà là mình o, o nè, a nè, cờ oát nè, đúng không? Cờ O A cờ quát đó, nó chỉ có hai, một nè, hai nè, rồi âm tiết thứ ba ở dưới thôi. Rồi, rồi kế tiếp là chữ quát nè. Chữ quát thì mình có cờ nè, thì nó sẽ đây O nè, A nè, cờ quát nè, đúng không? Đây cờ O, O A, cái này là mình nói giữa cái từ oa lúc nãy đó nha. O A oa, qua, quát. Rồi, cái này các chị có thắc mắc gì không? Ví dụ chữ han viết làm sao? Chữ han viết làm sao? Hờ, a, à, đúng không? Đây chữ hờ. Hờ, chỉ cần học thuộc chữ hờ thôi. Đợi em cái nha. Chuyển qua cái viết. Đây chữ han đúng không? Chữ hờ, đúng không? Rồi a, n, a, n rất là dễ. Nãy giờ mình thấy nó là những cái đó mình thấy khó, đúng không? Nhưng mà thật sự là không có khó. Ok.
Rồi ví dụ em viết lại ha, ví dụ chữ Hàn Quốc thì viết sao? Hàn Quốc người ta gọi là Hàn Quốc đúng không? Hàn Quốc thì mình có gì? H nè, H H nè, A nè, A Hàn đúng không? N Rồi H mình nói cúc thì G U cúc cờ. G G Đó, đơn giản không? Đơn giản không chị? Đúng Đây. rồi chị ạ. Giáo ơi, em có ý kiến. Dạ. Bởi vì bọn em chưa từng được làm quen với chữ Hàn nên em cảm thấy hơi nhanh một chút. À nhanh, ok Vậy chị. Vậy mình cũng đang cảm thấy nhanh. không, tại vì em nghĩ là không nhanh, nếu nhanh thì các chị cứ cứ nói nha. Vâng, đấy. Thì với cả nhiều khi cô giáo đọc rồi một bạn hoặc là một bạn khác nữa đọc thì là bọn em chưa không hình dung, nó nhanh quá, nó bị trôi ấy. Một bạn kia, ví dụ bạn kia đọc thì các chị không nghe được hả? Vâng, hai người đọc trùng nhau thì bọn em không nghe, không không nghe rõ. Ok, vậy thì sao ta, không lẽ là mút bạn đó luôn, nhưng mà mút bạn đó phải có một bạn nào phải nói chuyện mới tương tác được, tại vì mình mới biết. Rồi ok ha. Em sẽ dạy từ từ, có nghĩa là em sẽ nói sơ qua một một lượt đi, tại vì hôm nay mình sẽ học xong là sẽ phát âm ghép âm, là từ chị chỉ cần về nhà học cho em bỏ ra thêm khoảng tiếng rưỡi nữa, là tiếng rưỡi hoặc 2 tiếng nữa mình học thì coi như là mình sẽ ghép âm được, đơn giản lắm, không có khó. Mọi người thấy nó khó chứ em thấy không có khó lắm đâu ha. Rồi thì hiện tại ở trong sách có chị nào có nhìn được sách không, hay là em share lên lại nha. Ở đây, đây em viết lại ha. Ở dưới đây là có chữ gì? Chữ K. Mình có thấy ở trong sách không? Đây chữ cờ. Cờ với chữ A đúng không? Là K nè, nè cờ bằng cờ cộng với chữ A là K. Nhưng mà em lúc nãy em nói khi mà chữ A này nè, nếu mà nó đứng đầu đúng không, nó đứng đầu thì nó phải có O ở phía trước rồi mới A đúng không, nhưng mà chữ A này hiện tại nó đứng sau phụ âm, nó đứng sau chữ cờ nè, thì không cần thêm O ở phía trước nó. Rồi một từ kế tiếp là chữ sờ với chữ ô, chữ sờ với chữ ô mình ghép lại là chữ xô. Rồi chữ hờ đúng không, với chữ ô a oa, hoa mình sẽ đọc là hoa, hoa. Rồi ở đây từ vựng, này một chị nào tương tác đi, có nghĩa là các chị muốn em share lại cái trong sách cho các chị đọc không, hay là như thế nào? Em muốn xem là chân sách để đọc của cô. Ok, share trong sách ha, để em tắt cái này cái. Ok, thấy rõ chưa? Rồi, Dạ. em nói lại nha. Em nói lại nha. Cờ với A nè là K. Sờ với O là xô. Hờ với Oa là hoa. Đúng không? Rồi, ở đây từ vựng. Thật ra từ vựng này bữa nay mình chỉ là tập đọc thôi, không cần phải nhớ đâu. Ai học được thì học, học không được thì thôi. Vài ngày nữa mình sẽ gặp lại nó rồi mình sẽ nhớ nó thôi. Đây, chữ đầu tiên, O. O, E, O, E. O-E Đây là chữ U và chữ U, đọc là U, U. U-U Rồi, O, E nó là quả dưa leo, U, U nó là sữa. Mình mặc dù mình phát âm, nó chỉ khác một chỗ là khi mà mình đọc như thế nào, mình viết như thế đó, nhưng mà nghĩa của nó là một cái khác. Ví dụ ở đây U, U nó lại là sữa. Rồi, kế tiếp. Mô, mờ, ô mô. Chờ, a cha, mô cha. mô cha Dạ. Bờ với a là bờ a ba. Chờ, ba y chi, ba chi. ba Chi, ba chị chi, chi. Chờ với lại y đọc là chị chi. Bật hơi ra, chi. chị Mờ a ma, chi ma. chị Chi ma, mà chi ma là cái váy. Sờ, a xoa. À, xa, xa. xa Cờ, ô, a, oa, qua.
xa quả. Xa quả. Quả. Rồi, cờ ô cô, cờ y kỳ, cô kỳ. Cô kỳ. Sờ y si, cờ e kê, si kì. Này, này, chữ này nó hơi khác nha. Cờ với lại y e. Các chị hiểu được chữ đó không? Y e. Y e. À, em đọc trước nha, chữ si là mình bỏ qua một bên nha. Mình bỏ qua một bên nha. Còn chữ này là chữ chữ kê. Chữ kê là cái gì? Chữ cờ nè. Với chữ dê. Y dài với lại e. Đúng không? Thì mình đọc nó là ki e. Ki e. Ki e nha, mình đọc nhanh. Đọc từ từ nó là ki e, nhưng mà đọc nhanh là kê, kê, kê. Và cái này mình cũng không lo lắng nữa, tại vì mình mới phát âm, đương nhiên là sẽ không có đọc nhanh giống như em được. Kê, 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 mình cứ tập từ từ. Ki e, ki e, kê, 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 từ từ nó quen. Si kê, si kê. Trong tiếng Hàn á, thường ví dụ nó hai âm tiết thì cái âm đầu nó mình đọc nó dạng nó nặng hơn một tí xíu, và cái chữ sau thì nó nhẹ lại. Si kề, si kề. Rồi trong tiếng Hàn có một nguyên tắc nữa là mình sẽ không có dấu, không có nghĩa là tiếng Việt mình có sắc huyền hỏi ngã. Ví dụ em là Nguyễn nè, Thị nè, đúng không? Mình có dấu nó rõ ràng, nhưng mà tiếng Hàn nó cứ ngang 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 thôi. Ví dụ si kề, si kề, si kề, chứ nó không có là si kế, si kế, không có, đúng không? Ví dụ như là kế bên là chữ thịt nè, cô kỳ, đúng không? Cô kỳ thì trong tiếng Hàn nó không có là cô kỳ, không có vậy, nó không có. Mình cứ đọc ngang 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 thôi, cô kỳ, si kề. Rồi kế tiếp nha, chữ hiu, hờ nè, với lại chữ du. Du, hờ, hờ. Cái này đọc có thấy khó không? Khó thì em share cho. Hiu, hiu, mình đọc là i u u nè, ở dưới là i u u nè. Hiu, hiu là âm hờ và âm hờ với âm du. Và du, dạ. Ở đây đọc là du nè. Hiu, hiu chi, hiu chi, hiu chi. Rồi. Ở đây kế tiếp là chữ tờ nè, với chữ o e. Oe, 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 nhưng mà cái này mình sẽ đọc là quê nha, tuê, 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 chi, tuê, chi. Rồi, mình ghi lại ha, rồi nữa có gì em sẽ ghi âm những cái phát âm này lại, hoặc là mình xem lại video. Rồi, kế tiếp, ư, y, ươi, 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 cha, chờ a cha, ươi cha, ươi cha. Rồi, phờ, ô, phô. Tờ ô tô, photo. Rồi. Phờ y phi. Phờ y phi. Chờ a cha, pi cha. Pi cha. Mình đọc không có dấu nha. Pi cha, pi cha. Pi cha. Rồi, cờ y kì. Kì cha. À, ki cha cha, có có rau ở trên, mình gọi cái này đơn giản là có rau, có rau thì ki cha, ki cha, ki cha. Rồi thờ ô tô, đúng không? Rồi chữ cờ này hai âm thì đọc mạnh lên, thô kì, thô kì, cờ y kì, kì, thô kì, thô kì, thô kì, thô kì, thô kì. Ok, em đọc lại cho mọi người nghe lần nha. Ôi, 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 không có dấu nha. U dù, u dù, u dù. Mô già, mô già. Ba chì, ba chì. Chi mà, chi mà. Tha quả, cô kì. Si kề, đọc kéo này dài ra một xíu. Đọc kéo dài ra, si kề, si kề. Chữ đầu tiên hơi dài một xíu, thì chữ sau mình sẽ đọc nhanh, rất là dễ. Si kề. Kế tiếp. Hiu chỉ, hiu chỉ. Tuê chỉ, tuê chỉ. Ươi chả, ươi chả. Photo, photo, photo. Pi chả, pi chả. Ki chả, ki chả. Thốc kỳ, thốc kỳ. Rồi, có khó không ạ? Có nhanh không ạ? Kế tiếp nha, một cái phụ âm cuối, mình phụ âm cuối mình cũng không cần nhớ nó tên là phụ âm cuối đâu.
sau này mình học nó, chị các chị nhớ cho em nó là bắt chìm đúng không? Bắt chìm là cái gì? Là một bắt chìm, nó là một cái phụ âm mà nó đứng ở cuối thì mình gọi là phụ âm cuối, và trong tiếng Hàn nó gọi là bắt chìm thôi. Thì ở trong tiếng Hàn nó có 7 cái âm cuối, 7 cái trong tiếng Hàn là có 7 âm ở vị trí phụ âm cuối, là ở dưới đây có hết ở đây đúng không? Đây, thứ nhất là chữ cờ, chữ cờ, khờ, cờ, đúng không? Rồi ở đây mình thấy đọc này là chữ cờ, chữ cờ hoặc là chữ ca, sờ, u cờ ốc là sốc, sốc. Mình sẽ đọc 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 chữ chữ cái chữ phụ âm cuối này nè, mình sẽ đọc nó là thành chữ ca hoặc là chữ chữ ca hoặc chữ cờ, sờ, u, cờ. Em thì em đọc cờ, sờ, u cờ ốc, sốc, sốc. Khó mà. Rồi bờ u bu, ơ, đúng không? Ơ với lại cờ, ơ, ơ, ơ gọi là gì? Ơ cờ ớt, ơ cờ ớt, bu ớt, đúng không? Bu ớt. Rồi bờ nè, ba, với lại a là ba, đúng không? Bờ a cờ ác, mà cờ ở dưới lại đọc đọc nặng nữa. Bờ a cờ ác bắt, bắt, bắt. Mình đọc từ từ nó sẽ quen thôi, mới thì nó hơi khó, đúng không? Bắt bờ a cờ ác bắt vậy thôi nè. Sờ ô cờ ốc sốc, u ơ ơ cờ ớt ớt. Vài ngày mình sẽ quen thôi. Bờ a cờ ác bắt ba. Rồi rồi n n n phụ âm cuối n thì dễ rồi, n thì đơn giản m u n un, un, s o n on, son, f ear, ear. Cái này chữ này là chữ dơ đúng không? Chữ ơ này nè, chữ ơ hai gạch thì là đọc là dơ, dơ. Thêm chữ n nữa, đọc là pion, pion, pion. Rồi để em nói cái này lại lát em sẽ phát âm riêng cho các chị nha. Hiu chi nè. Rồi gì? Pion, pion chi. Lát em sẽ hướng dẫn lại. Rồi. Ôi, sao cái đó không đọc là cái pion á, sao không đọc là pion luôn mà lại đọc hai tiếng? À, một chút xíu chị sẽ quay lại, tại vì chị sẽ viết ở trong cái tờ giấy thì em mới hiểu, chứ bây giờ giải thích là sẽ không hiểu. Chị có note ở đây là xíu chị giải thích lại ha. Rồi ở đây là tờ nè, tờ, sờ, chờ, chờ, thờ, hờ, sờ. Cái này tất cả đều đọc là tờ hết, và cái này mình cũng không phải lo lắng là mình phải nhớ đâu, đọc chút xíu là tự động sẽ nhớ thôi, chứ không phải về nhà tờ, sờ, chờ, chờ, thờ này đọc là thành tờ, không có luôn. Đơn giản. Đây mình đọc thử nha. U, u tờ ốt, đúng không? U tờ ốt, ốt, ốt. Rồi, cờ, u tờ ốt, cốt, cốt. Cờ, cờ, ư tờ ít, kích, kích. Tại vì hai chữ cờ đầu mình đọc căng, kích, kích, kích. Rồi. Rồi tờ, ư, tờ, ít, tích, tích. Tờ, a, ta, quyền, tà, tích, tà, tích, tà. Rồi, có gì khó không? N, a, tờ, át, là nát. Nát. Nát, tà. Nát, tà. Nát, tà. Rồi, tiếng Hàn, động từ, tính từ nó đều có tà ở phía sau hết. Này, phờ, a, pha. R, a, chữ hờ này cũng đọc thành chữ tờ ha. A, tờ, át, rát nè, pha, rát. Parata. Rồi chữ y, hai chữ sờ cũng đọc thành tờ nè. Itta, 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 itta. Rồi chữ r, chữ r ha, chữ này nó tạm thời mình sẽ đọc nó là chữ r nha. Mọi người lưu ý đọc là chữ r dùm em nha. Ở trong sách nó viết là chữ l nhưng mà đọc là chữ r dùm em nha. M, m a m a m a
mình đọc là không, cái chữ r này nè, chữ r này mà nó phụ âm cuối á thì mình sẽ đọc nó là chữ l, m a l, m a l thì mình sẽ đọc nó là mal. Ma nè, em phát âm từ từ lại nha. Mal, mal, đúng không? Mal, từ từ nha. Mal, 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 đọc nhanh lên. Mal, 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 mal. Có khó không? Nói chung là cái từ này hơi khó. Ai cũng gặp khó ở cái từ này hết, nên mình không phải sợ là mình dở hay gì hết. Từ từ mình cũng sẽ làm được. Rồi. Sờ, u, l, sul, 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 sul. Rồi, m, m, chữ m thì này sờ, ô, m, ôm, sơm, dễ rồi đúng không? B, a, b, am, bam, b, am, bam, b, am, bam. Rồi, chữ này chữ b, b. Rồi chữ phờ nữa thì mình đều đọc là chữ phờ mà gọi là mình phì hơi, phì miệng mình ra đó. Phập, phập, phập. Bậm lại, bậm miệng lại. Phập. Phập. Ừ. Bờ a, bờ áp. Phập, phập. Phập. Rồi. A, a, bờ áp. 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 Rồi. Chữ ngờ. Chữ ngờ ở đây mình thấy không? Chữ bờ. Bờ a, ngờ an, ban. Cờ a n n can can à, ban can. Ok, có gì khó không, có nhanh quá không, nhanh quá thì giơ tay giùm em cái nha. Nhanh quá rồi à, dạ chút xíu em sẽ quay lại một lần nữa chị, hơi nhanh nè. Rồi để em coi coi. Ờ, chút xíu nữa xong rồi xong, tại vì mình học tới 9:30 là thì em sẽ quay lại ôn cho mọi người đọc một lần nữa ha, chịu khó chút xíu ha. Rồi ở đây á, thì mọi người về đọc thôi, thì em sẽ nói sơ qua, tại vì cái này thật sự là rất nhiều người sai, và để mà mình mới từ đầu người ta học giỏi người ta còn sai nữa, mà mình mới vô mình chưa biết gì thì mình đòi đúng cái này á, thì nó rất là khó. Ai muốn đúng á, thì mất thời gian chịu khó học cái này. Nhưng mà theo ý kiến cá nhân của em là các chị cứ học lướt nó qua đi, rồi tự nhiên khi mình giỏi lên lúc đó mình tự biết cái này ha. Rồi a nè, khi mà ở dưới đây các chị thấy không, những phụ âm cuối là phụ âm đôi đó, thì được phát âm theo phụ âm trước. Ví dụ như chữ này chữ n với chữ chờ, hoặc là chữ n với chữ hờ, chữ r với chữ e. Mọi người thấy rõ không? Chữ r với chữ bờ chứ, chữ bờ với chữ sờ, thì người ta sẽ đọc theo chữ n ở phía trước nè, chữ n phía trước nè, chữ r phía trước nè, chữ bờ phía trước nè, đúng không? Ở đây người ta có cho biết, ở đây người ta có cho ví dụ hơi nhanh nè. A đúng không? A thì mình sẽ đọc theo phía trước nè, an, an ta. Ở đây bên đây nó có phát âm ra cho mình luôn nè, an ta, an ta. Đúng không? Thì nó có phát âm cho mình đúng là chữ chữ an. Rồi chữ ta ở đây là có hai chữ tờ, mình sẽ đọc căng lên, an ta, an ta. Rồi kế tiếp là chữ m với chữ a. À, với chữ n thì mình sẽ đọc là man, mình sẽ đọc theo phụ âm ở phía đầu, man, m a n an, man. Tờ. Ừ. Nhưng mà man cái này nó sẽ không đọc là tà mà nó sẽ đọc thành thà. Bây giờ mà mình mà sơ cấp mà mình giờ này mình vô đây mà mình nhớ thà thì nó rất là khó, nên mình hiện tại mình cứ là man thà, man thà, cứ nhớ nó vậy rồi từ từ nó sẽ thành cái thói quen thôi. Man thà, man thà, vô vài ngày nó gặp tới cái chữ này thì lúc đó mình tự khắc mình nhớ nó. Rồi giờ chữ này về chữ dơ đúng không? Dơ. Tờ với lại ơ r tơn, tơ r tơ r tơn, 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 nhanh nó lên tơn, rất là khó. Tơn, hơi khó. Dơ tơn, dơ tơn. Rồi ở bên đây cờ a bờ áp, cáp, cáp. Ơ ở đây là ơ dư bờ, ơ bờ ốp, ốp tà, ốp tà. Rồi
Kế tiếp, ở dưới đây là những phụ âm cuối. Có phụ âm đôi thì phát âm theo phụ âm sau. Ví dụ R, G thì mình phát âm theo chữ G. R, M thì phát âm theo chữ M, đúng không? Rồi ví dụ tờ A thì mình sẽ đọc theo chữ cờ ở phía sau nè. Thật. Thật. Rồi thật mình sẽ đọc là nữa. Mình sẽ đọc là thật thật. Nhưng mà mình cũng không sao hết. Vài bữa mình tự động mình sửa thôi. Rồi bờ dưới A. Thật. A cờ A. Thật. Thật tà. Thật tà. Rồi M A cờ A. Mặt tà. Mặt. Mặt tà. Mặt tà. Chơi tà chờ nè. Ơ nè. Ơn nè. Chôm tà. Chôm tà. Rồi. Xuống một cái từ vựng nữa. Sắp xong rồi. Sắp xong cái này rồi. Em sẽ quay lại luyện phát âm cho các chị. Rồi. Ở đây là cái gì? Tờ căng ha. Tờ căng nè. Ơ cờ ớt. Tất. Tất. Đúng. Đúng không? Tất. Ở đây là cái gì? Bờ A ngờ an băng. Băng. Ừ, băng. Băng. Bờ A ngờ an băng. Băng. Nhưng mà khi người Hàn người ta nói chuyện mình có vẻ đọc giống như chữ á vậy. Băng, băng, băng. Nó vừa băng. A mà nó vừa á. Rồi ở đây là tờ A R. Tờ A. Tờ A L. Tờ A L. Tờ A L. Tài. Đọc cái này nó hơi lên giọng xíu. Tài. Tài. Kéo dài nha. Tài. Kỳ. Tan kỳ. Tài kỳ. Tan kỳ. Tan kỳ. Không phải là tan kỳ mà nó hơi lên giọng xíu. Tài. 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 Tài kỳ. Rồi. Ô tờ ốt. 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 Mình sẽ đọc là không có, không có, có nghĩa là ô tờ ốt mình sẽ không đọc là có dấu sắc nha. Ốt ốt ô tờ ốt giống như người các anh chị biết người Campuchia người ta nói không? Ốt ốt người ta đã nói sẽ không có dấu. Ốt ốt rồi ốt cờ ô tờ ốt mà đọc căng lên nha. Cột 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 rồi cột. 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 S E N N sen. 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 Ơ N Ơ sơn. Sơn. Sen sơn. Sen sơn. Sen sơn. Sen sơn. Rồi. À trời chi chi. Chi. A bờ áp nè, cặp chi cặp. Chi cặp. Chi cặp. Chi cặp. B A L ba L kéo dài ra thường nó có nếu mà nó có chữ L thì mình kéo dài ra ví dụ ở trên tay kỳ còn đây là pal pal B A L pal rồi kế tiếp y bờ íp 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 rồi kế tiếp tờ A đọc theo chữ sau thật ra thật mình sẽ đọc là thật chứ không phải đọc là tạc nha. Nó lai lai thờ thật 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 thật. Ok có vấn đề không? Đọc lại cái nha. Tốt tốt căng lên. Tốt tốt bằng 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 tay kỳ tay kỳ ốt cột 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 sen sơn sen sơn chi cặp bài bài ít ít thật thật. Ok rồi vô cấu trúc câu. Cấu trúc câu để em giải thích sơ cái rồi em viết ra nha. À, cấu trúc câu của tiếng Hàn ở đây mình đọc trong sách ha. Cấu trúc câu thì có là chủ ngữ với vị ngữ. Thì chủ ngữ nó thường là động từ hoặc là tính từ. Thì một cái câu này rất đơn giản rồi. À, tôi đi đó đó giống như tiếng Việt mình là tôi đi đúng không, thì nó có chủ ngữ và vị ngữ. Rồi một cái cấu trúc kế tiếp đó là chủ ngữ cộng tân ngữ cộng vị ngữ. Ví dụ tôi ăn cơm, tôi ăn cơm thì nó có chủ ngữ, vị ngữ, tân ngữ đúng không?
Rồi, theo sau chủ ngữ thì gắn y k thì sẽ có ở đây. Ở đây sẽ có y và k. Rồi, kế tiếp tiểu từ. Tân ngữ thì được gắn với tiểu từ ưn, ưl. Đọc nè, ư, ư l, ưn, ưl. Cái này rất khó đọc nhưng mà mình sẽ giải quyết được hết. R, ư, n, ưn, rưl, 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 đúng không? Rưl. Ok. Rồi, có nghĩa là một chút xíu em sẽ giảng lại cái này, mình đừng có lo lắng nha. Rồi, ở đây ở đây mình thấy có chữ tiếng Hàn nè, động từ kata, luyện luyện đọc thôi. Kata. 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 Rồi, kế tiếp ở dưới là k a k g o y nè, kayo, chẳng hạn như kayo. Rồi. Kayo. Kam. K a b a. Cái này nó sẽ có một cái đuôi câu, mình sẽ đọc hiện tại đọc theo em thôi. Kamnita. Kamnita, kamnita. Kamnita. Rồi cái này hơi khó nhưng mà không sao, cái này mình chỉ luyện đọc thôi, em nghĩ là chắc cũng cũng mọi người hơi khó ha. K a t a cát cát sum ni ta cát sum ni ta cát sum ni ta. Ở đây là khal 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 cơm ni ta cơm ni ta cơm ni ta. Ở đây kế tiếp là k a ka c yo s e c yo ka se yo ka se yo. Rồi kế tiếp k k a b a cap cap ti ta cap si ta cap si ta. Không có dấu nha, mình không có đọc là cap si ta nha, mà mình sẽ đọc không có dấu cap si ta cap si ta si ta. Rồi quay lại ở trên, người ta nói đây đúng không, cấu trúc câu ở đây là chủ ngữ vị ngữ, thì ở đây là có cái chị này hương si ca, đây nó có đang có chữ ca cuối cùng ở đây đúng không. Hương hư ương là cái người này tên Hương, tên tiếng Việt mình qua là ai tên Hương thì là tên mình ở đây. Hương si ca cham ni ta, cái hương á thì nó đang ngủ, thì cái cấu trúc đơn giản là chỉ có chủ ngữ vị ngữ thôi. Rồi kế tiếp ở bên này thì có chủ ngữ tân ngữ vị ngữ. Hương si ca, hương si ca tăng ưng mật sum ni ta, mình sẽ đọc tắt ra như vậy đó các anh chị. Hương si ca tăng ưng mật sum ni ta. Hương si ca bằng ưng mật sum ni ta. Dạ. Rồi hương si ca thì cái chủ ngữ là con hương này nè. Ở mình thấy tiếng Hàn nó hơi ngược lại với mình, là ở đây băng là bánh mì đúng không, mà tân ngữ nó là bánh mì, còn mật tà thì nó lại là ăn. Đáng lý ra tiếng Việt mình là ăn bánh mì thì nó lại ngược lại là con hương bánh mì ăn. Nhưng mà cái này không khó nha, khi mình vô học rồi sẽ biết. Nên cái buổi đầu thì các anh chị đừng có nghĩ là nó khó rồi mình nản nha. Tiếng Hàn rất thú vị luôn á. Rồi mọi người đọc thử cái câu này nha. Hương si ca. Hương si ca. Kham ni ta. Kham ni ta. Hương si ca. Hương si ca. Khát sum ni ta. Khát sum ni ta. Hương si. Hương si. Ha se yo. Ha se yo. Ok, nghe em phát âm lại một cái nha. Hương si ca. Kham ni ta. Hương á đi rồi đúng không? Rồi hương si ca hương si ca kasumnita, cái này mới là quá khứ nè. Lúc nãy là hương, thì hương thường người ta cũng không ít có ai nói là hương si ca kamnita lắm, người ta sẽ nói thường nó sẽ có cái thời vô ở trong đó. Hương si ca kasumnita, hương nó đã đi rồi. Kế tiếp là hương si kaseo, hương đi đi, hãy đi đi nhé. Rồi, coi như là xong của mình hôm nay, thì em sẽ quay lại em sẽ giải thích một số cái.
Có cần phát âm lại không các chị? Chị nào cần không? Có cô giáo ạ. Dạ. Ok. Rồi nha, mình đọc nha. Cô ơi, em có ý kiến ạ. Dạ. Tại vì như bọn em mà chưa biết học cái từ này bao giờ ấy, thì ra là cô có thể nói lại cái quy tắc là em ví dụ như là cách đọc một từ ấy thì nó từ trái qua phải, từ trên xuống dưới okay. như thế nào là bọn em cũng chưa rõ. Cái thứ hai là những cái chỗ ví dụ ở trên sách ấy thì cô có thể phiên âm ra tiếng Việt để bọn em có thể nhìn từ đấy, bọn em học, bọn em viết thì sẽ biết là đúng hay sai ấy. Mình đấy dễ hình dung hơn. Ok, mình không nên phiên âm ra tiếng Việt nha. Em sẽ đợi em gái em share lên này. Cô ơi, bọn em có thể nhìn khẩu hình miệng của cô được không? Ủa? Sao vậy chị? Bởi vì em thấy một số từ em không biết là mình phát âm có đúng hay không ấy. Ok, cô không sao cả. Em sẽ sửa từ từ, không sao hết. Em ở đây, đợi em nha, em share cái này lên. À, ở bên đây đang share cái này thì không thể share cái này. Ok. Rồi, mình thấy một cái màn hình trắng không ạ? Thấy ạ. Đúng không? Chữ này mình sẽ làm lại nha. A nè, đúng không? Chữ A thì mình từ trên. Trên xuống dưới nè, trái qua phải thì mình sẽ đọc là A, đúng không? Chữ A. Rồi. Có vấn đề gì không ạ? Rồi, ở đây một gạch xuống, hai gạch thì đọc là da. Da là gì? Y A là da, đúng không? Rồi, một gạch trước nè, một gạch kế tiếp đọc là ừ, đúng không? Hai gạch nè, dơ. Có nghĩa mình thêm một gạch nữa là mình cứ thêm một chữ dơ thôi. Rồi, ô nè, ô nè, đây đúng không? Dơ. Ô, chị ơi, ô nè, đúng không? Rồi, hai gạch xuống là vô, hai gạch xuống một gạch ngang thì là vô. Trong này liệu có mọi người không bắt cô giáo rồi ô vô rồi u nè, đây u ở gạch ngang đúng không, gạch xuống u đúng không, hai gạch xuống là du, chỉ thêm y ở phía trước thôi, mình đọc là du. Rồi ở đây là ở đây là gì, ư. Đây là ư. Gạch xuống như thế này, đọc là y. Rồi, có gì khó không? Đọc lại nha. A. Da. Ơ, dơ, ơ, dô, ơ, dô. Ư, y. Rồi, một chị khác đi. Đọc, chị nào mà thấy mình phát âm không tốt thì có thể đọc đi rồi mọi người sửa cho. Mọi những người khác thì mình đọc nhẩm theo mình nhớ bài, sẵn ở đây nhớ bài luôn nha. Sa ya ơ ye o yo u yu. Ư y. Rồi một chị khác, mời một chị, một anh nào khác kìa. A ya ơ yo ơ ye ơ ye nha. Ơ ye a o yo u yu ư y. Ờ yu, tại vì mình có cái khác nhau ở cái. Ok, you. Rồi ai phát âm tiếp nè, ai mà thấy mình chưa phát âm được thì cứ phát âm rồi nữa em sửa. Với lại á, là như thế này, là khi mà các chị học bài xong đúng không? Rồi các chị sẽ ghi âm lại gửi lên cái nhóm mà mình chuyên, mà các chị có thể gửi lên đó. Rồi xong ví dụ em sẽ nghe, ví dụ chị nào mà phát âm chưa đúng em sẽ phát âm để em hướng dẫn lại cho ha. Nhưng mà ở một mức độ nào thôi, khả năng em tới đâu thì em sẽ sửa cho tới đó. Rồi, mình kế tiếp được chưa ạ? Dễ nhớ thôi, dễ nhớ thôi. A, da, ơ, dơ, ô, dô, u, du, ư, y. Rồi, bây giờ nha. Em sẽ tắt âm hết nè. Rồi, bây giờ mọi người nha, đọc theo em thôi nha. Để tránh làm phiền người khác nè. A, da. A da ơ dơ ô vô u du ư y. A da ơ dơ ô vô u du ư y. Được hết chưa ạ?
Rồi sang một cái kế tiếp nha. Rồi ở đây là E nè, một gạch xuống nè. Em thì em viết như thế này, mỗi người đều có một cái cách viết cho mình, có thể mình học theo sách cũng được. Em thì em viết ở đây qua ở đây, bên đây qua, bên đây qua, sau bên đây lại, thì em thấy tiện tay em thì em viết thôi. Mình sẽ đọc là E. Rồi kế tiếp, một gạch sau đó hai gạch, ở đây mình sẽ là D. Rồi E, một gạch qua nè, một gạch qua, hai gạch xuống, một gạch qua, hai gạch xuống, cách ra thì ở đây là E. D thì là gì? Hai gạch nè, hai gạch nè, hai gạch ngang nè, hai gạch xuống nè, thì sẽ đọc là D. Rồi O với A, O với A thì mình sẽ đọc là oa, đúng không? Rồi O với oe, oa đúng không? O oa. Rồi O, O mà với E thì mình sẽ đọc là oe. Rồi O mà với Y thì mình sẽ không được, mình không O, O với Y thì mình sẽ đọc là O quê nha, O quê, O quê, đọc quê, đọc là quê luôn. Rồi U với Ơ, U với Ơ, U với lại Ơ thì mình sẽ đọc là U Ơ. Rồi được chưa ạ? Kế tiếp ở đây U với lại E thì mình sẽ đọc là U Uê. Rồi U với lại Y thì mình sẽ đọc là Uy. Kế tiếp Ư với lại Y thì mình sẽ đọc là, em là em đọc Ươi, Ươi. Rồi em đọc phát âm lại nha. E, yeah, E, ye, oa, oe, uê, uơ, uê lô, uy, uy. E, yeah, E, ye, oa, oe, uê, uơ, uê, uy, uy. Lại lần nữa nha. E, yeah, E, ye, oa, oe, uê, uơ, uê, uy, uy. Rồi sang phụ âm nha. Phụ âm thì mình có ở đây là cờ nè, cờ nè, nờ nè. Tờ thì ở đây em gạch ngang nè, xong ở đây tự đây em kéo xuống em bo qua nè. Này là, này là cái này ở trong sách có nè, đọc là tờ nè, nờ nè, tờ nè. Xin lỗi. Ở trên đây là cờ ạ. Cờ hoặc là ca, tờ. Rồi r, r là em viết như thế này, chữ r. Đúng không? Gạch ngang một cái, xong rồi gạch xuống, gạch qua. Như thế này, nó giống như số 5 của mình vậy đó. Nhưng mà khi mà mình viết nhanh rồi á thì mình như thế này, gạch gạch qua. Vậy là được rồi. Vậy. À xin lỗi. Này. À sao cái này viết sai vậy nhỉ? Đó, như thế này viết giống như em viết giống như số 5. À. Xin lỗi. Không phải ngược rồi. Do viết trên cây viết này nó không có, nó không đầy. Mình viết như thế này. Như vậy.
Rồi, đọc này Con cái mẹ nó giống số 2 không cô ạ? Đúng rồi, mình trên giấy quen rồi. Đúng số 2 hơn cô ạ. Đúng rồi. Mình viết ở trên giấy quen, giờ cầm cái viết này nó hơi khó. Đây. Đây mình quẹt như thế này. Chị dùng tay được. Đây mình quẹt tay như thế này. Đây nè. Dùng tay đi. Ở đây như thế này nha, như thế này nha. Ở đây như thế này qua. Đó, mình viết gì nè. Được chưa? Rồi, cái này mình sẽ đọc là chữ R hoặc là chữ L. Nói lại lúc nãy tại sao khi nào đọc là chữ R, khi nào đọc là chữ L. Ví dụ, đây là chữ A nè. Đây, đọc thì ở này sẽ đọc là chữ L nè. Al, al. Đúng không? Rồi, nhưng mà chữ đây, chữ anh làm, đúng không? Chữ M, chữ này chữ M nha. Thì khi nào chữ R, hai chữ R này nó nói với nhau, nó gặp nhau nè, vài bữa mình sẽ có một cái quy tắc này nên mình sẽ nhớ. Thì lúc này chữ hai chữ R này mình sẽ nói thành chữ L. Anh làm, ở đây là chữ R nha. Anh làm, ở đây là anh làm, anh làm. Thì nói qua, có những người đọc người ta chỉ cắt tới đây anh làm, anh làm, nhưng mà thường mình thì mình đọc nó có hơi lai thêm chữ này nữa, anh làm, anh làm. Ở đây mọi người hiểu chỗ này không ạ? À? Có gì khó chỗ này không? Khó đúng không? À, chữ này mình sẽ đọc là chữ R. Chữ này mình sẽ đọc là chữ R ha. Khi khi mà hai chữ R gặp nhau thì mình sẽ đọc là chữ L. Ok chưa? Ok chưa ạ? Cô viết lại chữ đấy được không ạ? Rồi, ok, viết lại nha. Không sao, cái này, cái chữ này đặc biệt, cái chữ này nó rất khó, mình thì mình viết vậy. Đó, vậy đó. Sao ta cũng hiểu chưa? Rồi. Đây, khi này thì nó đọc là chữ R ha. Thì nhưng mà khi hai chữ R nè, một chữ R nè, một chữ R khác gặp nhau đúng không? Thì hai thằng này là cũng một của một chữ này nha. Thì khi mà hai thằng này gặp nhau thì hai thằng này đọc sẽ là chữ L. Ví dụ ở đây mình sẽ phiên âm ra cho các bạn nè. A nè, đúng không? A R nè. Rồi. Ram nè, đúng không? A xin lỗi, xin lỗi. R A M M đúng không? Ở đây là A Ram đúng không? Thì hai cái chữ này khi mà nó gặp nhau thì mình sẽ đọc thành chữ L. A Lam, đọc là A Lam. Rồi, hiểu chưa ạ? A làm. Cái cấu trúc này rất là đơn giản. Khi mà mình học vài bữa tự động mình thấy cái từ đó thì mình sẽ biết thôi. Hiện tại là mình biết như vậy ha. Rồi, có chị nào thấy khó khăn gì không ạ? À? Chữ này mình sẽ đọc là R. Rồi. Kế tiếp là chữ M. Đây, M. M thì mình hay viết như thế này. M gạch xuống nè. Ga, đây, đây. Nhưng mà mình khi mà viết nhanh á, thì đây, về như thế này thôi. Rồi quẹt nó qua. Về như thế này thôi. Đó, vậy là ta hiểu rồi. Người Hàn người ta viết rất là nhanh. Không có ai mà viết giống như vậy. Rồi xuống đây, về rồi qua hết trơn. Rồi chỗ này không khó ha. Chữ này đọc là M. Kế tiếp. Rồi, chữ này đọc là chữ bờ thì viết như thế nào? Cách viết của mình là mình viết như thế này. Sao nó không e? Qua đây nha. Bờ nè. Mình hiện gì không à? Có những người thì hiện dày. Tại sao không dày, dày, dày? Nhưng mà mình thì cứ dày cho nhanh. Dày cũng được. Dày cũng được à. Đây. Tùy mọi người thôi, có nghĩa là cách viết mỗi người mình thấy cái cách nào mà mình viết
nhanh của mình là được. Rồi, chữ này bờ, đọc là bờ ha. Rồi, sờ, chữ này thì mình sẽ đọc là chữ ít sờ. Và chữ này đọc sẽ là chữ ngờ trong tiếng Việt của mình. Nhưng mà lúc nãy có chữ đúng không? Chữ A, có chữ O ở đầu nè. Thì mình lại không đọc chữ ngờ này nha. Mình đọc là chữ A nha. Chữ ngờ đứng đầu là mình coi như là nó câm đó nha. Rồi, chữ này đọc là chữ ngờ nha. Kế tiếp, chữ chờ. Một chữ chờ, đọc sẽ là chờ. Rồi, một chữ kế tiếp, chờ, cái này thì căng ra, chờ. Chờ. Rồi, kế tiếp là chữ khờ. Đây, gạch mình thì gạch như thế này, khờ. Khờ. Rồi, chữ thờ thì mình viết như thế này, thường là gì? Đó, vậy cho nó nhanh. Thờ. Đúng không? Đây, gạch, gạch một gạch trên, hai gạch trên, rồi xuống đây bo tròn lại. Mình là mình viết như vậy, thờ. Rồi, phờ. Phờ thì mình viết như thế này đây. Đây, mình viết vậy không à? Phờ. Rồi, chữ này là chữ hờ. Rồi, đó là xong phụ âm đơn nha. Mình sẽ đọc nha. Cờ. N. Tờ. R. M. Bờ. Sờ. Ngờ. Chờ. Chờ. Khờ. Thờ. Phờ. Hờ. Đọc chậm lại lần nha. Cờ. N. Tờ. R. M. Bờ. Sờ. Ngờ. Chờ. Chờ. Khờ. Thờ. Phờ. Hờ. Được chưa ạ? Đọc nhanh lần nha. Cờ, n, tờ, r, m, bờ, sờ, ngờ, chờ, chờ, khờ, thờ, phờ, hờ. Ok, kế tiếp. Còn một cái đọc căng. Phụ âm căng hai. Hai chữ cờ, đọc là cờ. Hai chữ tờ, đọc là tờ. Hai chữ bờ, đọc là bờ. Hai chữ sờ, đọc là sờ. Hai chữ chờ, đọc là chờ mà căng nha. Chờ. Chờ. Chờ căng lên. Cờ, tờ, bờ, sờ, chờ. Rồi xong cái này với lại ghép, mình nhớ cái được cái chỗ ghép âm là được. Ví dụ khi mà người ta nói cờ a ca thì mình sẽ biết cờ với chữ a là ca. Ví dụ sờ ô xô là sờ ô xô. Hờ a hoa, hờ nè. Chữ hờ nè. Ô nè, a nè, hoa. Ha. Rồi, ví dụ ở đây ô y viết như sao? Chữ O, thường chữ O là phụ nguyên âm đứng đầu thì mình sẽ có chữ O ở phía trước. O, Y cũng là nguyên âm luôn thì mình sẽ là Y, có chữ O phía trước. O, Y. Rồi, U, đọc là U thì viết là U thôi. U, 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 thì chữ này là chữ U, U, đây, Y, U, đúng không? Có gì khó không ạ? À? Rồi, chi ma, đọc là chi ma, chi nè, chi ma, chi ma, thì ở đây có dấu quyền, có râu đó, chi m a ma, chi ma. Rồi kế tiếp, xa, đọc là xa qua,
thì sờ a sa, qua qua qua, cờ o a oa, qua. Rồi cookie, người ta nói là cookie, cookie đọc lên cô là cờ với o, cờ với y, cookie. Rồi ck, đây một cái chỗ này nha, đây c, lúc nãy nói lại lúc nãy nè, cờ với chữ d nè, đúng không? Cái này đọc là gì? C nè, đúng không? Ki nè, ki e, chữ này là chữ d nè, ck, đúng không? Cái này là chữ d đó. Tại sao cái này ba chữ? Đây chữ k này mình sẽ đọc là kie, kie nha, mình sẽ nói nó qua kie, 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 hiểu chưa ạ? Kie, kie, si kie, si kie, mới mình không biết thì mình sẽ nói vậy, si kie, si kie, còn nếu mà mình từ từ mình sẽ đọc quen rồi thành si kie, si kie, si kie, si kie, gần như là chữ y nó gần như biến mất luôn, nhưng mà mình chưa quen thì mình cứ đọc là si kie, si kie, si kie, nhưng mà nhanh xíu, si kie, được chưa ạ? Rồi huge, có một chữ lúc nãy nữa, có một chữ lúc nãy, chữ hờ, một gạch ở trên ngắn nè, một gạch dưới dài hơn xíu tới chữ hờ. Rồi hiu chi, hiu là gì? Hờ, hờ với du nè, du nè, đọc là, nhưng mà mình sẽ đọc là hiu, 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 được không ạ? Hi u nha, hi u, hiu, yêu, yêu, hiu, hiu, được chưa? Hiu chi, đúng không? Hiu chi. Rồi một cái chữ nữa là tuê chi nè, tờ u e, mình sẽ đọc cái này là mình đọc giống gì nha, o e, o e, nhưng mà thành đọc là o e nha, tuê chi, tuê chỉ, thế này là chỉ, nhưng mà mình cố gắng đừng có học theo cái cách viết này, mình cố gắng mình nhớ cái này đi thì nó sẽ tốt hơn. Tuê chỉ, tuê chỉ, tuê chỉ. Rồi kế tiếp những cái từ khác thì đơn giản rồi, những cái từ khác có một cái từ lúc nãy là từ chân chi nè, có một bạn hỏi lúc nãy nè, phờ nè, dơ nè, chân chi, thì cái chữ này là gì? Chữ này là chữ phờ đầu tiên nè, đúng không? Ở đây là chữ dơ nè, dơ nè. Rồi chữ n mình sẽ đọc là gì? Phi ơn, đây mình ba chữ qua, phi ơn, phi ơn, tách nó ra làm hai, pion, pion. Khi đọc nhanh đó thì mình đọc nhanh lên, pion, 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 chỉ, pion, chỉ. Mình kéo dài chữ đầu ra thì mình phát âm nó sẽ rất là hay, pion, chỉ, pion, chỉ. Ví dụ ở đây, tờ nè, tay nè, kỳ, đúng không? Tờ, a, r, tay, kỳ, tay, kỳ, tai kỳ, tai kỳ, ok không ạ? Bạn nào bật tương tác đi được không? Có khó khăn gì không? Kỳ, dạ không ạ. Ok, thường mấy cái chữ mà có r r này nè, có mấy cái này, có ví dụ y ơn nè, r r này nè, thì mình nên đọc cho nó kéo dài nha. Ví dụ này, tai, a, à, tai kỳ, tai kỳ, tai kỳ, tai kỳ, vừa đọc r mà vừa đờ, tai kỳ, tai kỳ, tai kỳ, tai kỳ, tai kỳ, tai kỳ, tai kỳ,
Thang kỳ. Rồi, cấu trúc của nó ha. Lúc nãy mình nói là chủ ngữ nè, cộng với vị ngữ, đúng không? Hoặc là một cái cấu trúc là chủ ngữ cộng với tân ngữ. Tân ngữ cộng với vị ngữ, đúng không? Thì chủ ngữ thì lúc này nó sẽ đi với thằng y hoặc là thằng ca. Lúc nãy mình nói đó, khi gặp tân ngữ thì nó sẽ đi với ul hay là rul. Đây cái cấu trúc lúc nãy đây, thì sau này khi mà mình học, lúc đó mình sẽ tự khắc biết, à thằng này làm chủ ngữ, à thằng này làm chủ ngữ đi, cho mày vô, thằng IK này vô, chắc chắn là thằng IK vô. À thằng này ví dụ đây, con Hương, Hương nè là chủ ngữ, thì con Hương sau con Hương là phải có IK, đúng không? IK. À, ăn, nó ăn cái gì, động từ ở đây, nó ngược lại như thế này, Hương nè, nó ăn bánh mì, đó, ở đây là ăn bánh mì là động từ, Hương ăn bánh mì, à, con Hương đi học, ở đây đi rồi học, đúng không? Rồi, thì ở đây khi nào ăn, ăn cái gì? Ăn bánh mì, ăn bánh mì. À, à bánh mì này là nó bổ nghĩa cho thằng ăn để cho biết, à nhỏ này là nó ăn cái gì? À thì là ăn bánh mì. Thì khi này tự động khắc mình sẽ biết, à theo sau nó mình sẽ cộng với thằng Ưn Rưn này đây. Là khi mà những cái bài sau thì mình sẽ có như vậy, nên là à, mọi người mình cứ yên tâm ha. Rồi còn 10 phút, không biết là các bạn có hỏi cái gì hay không ạ? À? Cô ơi, vâng, ở chữ chờ ấy ạ, chữ chờ có dấu huyền ở bên trên ấy ạ. Ok. Vâng, cái từ đấy là chỉ cần xì hơi thôi, có cần phải cong môi như ở bên tiếng Anh không ạ? À, không, mình chỉ đọc là chờ, 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 xì ra, nhẹ thôi nha, chờ. Ví dụ như thế này. Ví dụ như chờ, đúng không? Chi. Mà, chi, chi mà, chi mà. Chi mà, chi mà, chi mà. Còn ví dụ ở đây không có nè nha, mình đọc là ba, ba chi. Ây da, ây da. Chi. Đúng rồi, ok. Cái từ chi này mình phát âm giống như cái từ bút chì nhỉ cô nhỉ? À, bút chì dạ, cái dạ chì. Tại vì anh có âm gió ra không ạ cô? Đúng rồi, tại vì em ở trong đây thì em phát âm không có âm gió này, đúng không? Đây mình phát âm nha, đây mình thấy rõ ràng à. Chi, chi mà, chi mà, đúng không? Chi mà, chi mà, chi mà. Còn ở đây là ba chỉ, ba chỉ. Mình thấy là rõ ràng là nó không có gì hơi. Ba chỉ, ba chỉ. Mọi người phát nhận thấy được cái chỗ này nó khác nhau không? Ví dụ như chữ này đọc là gì? Chi mà. Đọc như thế nào? Kita. Oh no, không phải là kita, kita. Em đọc lại thành cha này rồi, kita này rồi. Kita. 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 Thật ra cái từ này rất là khó em ơi. Kể cả chị đi chăng nữa, đọc một từ như thế này vẫn đọc được, nhưng mà khi nói vô trong câu thì lại lẫn lộn bình thường, nên cái chuyện này mình không có quan trọng nha. Thật sự là người Hàn Quốc người ta cũng phát âm cái này không tốt, chứ không phải là mình, không phải là người Hàn Quốc là người ta phát âm tốt. Người Việt mình cũng như vậy, đâu phải ai cũng phát âm nghe hay đâu, thì nó giống như vậy thôi. Nên cái này nó không có thắc mắc thì mình cứ hỏi, rồi những cái nào sau này à mình thấy cái điểm nào khi mà trong quá trình dạy à kinh nghiệm của mình thấy à cái này người Hàn người ta cũng sai ở chỗ này nữa nè, nên mình sai vẫn chấp nhận được, chứ không bắt buộc là mình phải đúng đâu. Ok không? Còn gì để hỏi không? Có chị nào không tự tin phát âm hay là như thế nào? Cô ơi, cô so sánh giữa cái âm chờ và âm chờ căng á. Dạ. À, âm chờ và âm chờ căng đúng không? Gọi là gì? Từ nào ta? Ví dụ chờ. Chà. Chà. Đúng không? Cái này là chà, chà. Chà, đây là chà. Ví dụ có từ chà chưng nè.
charging nè, là mình sẽ ở đây tự nhiên cái này đọc căng lên khi mà vô, tại vì khi mà một từ á, thì mình sẽ không có thấy nó có sự khác biệt, nhưng mà khi ví dụ như tự chữ cha này cộng với chữ nào á, thì tự động lúc đó mình phát âm ví dụ ai charging nè, là tự nhiên mình thấy là người ta nói là nó mạnh lên rồi, đúng không, kiểu như vậy. Có bạn có thắc mắc gì nữa không? Một chữ này từ chờ căng này mình phát âm giống như từ chờ nặng của tiếng Việt được không nhỉ cô nhỉ? Chờ nặng hả? Có nghĩa là mình chỉ phát âm nó mạnh hơn thôi, căng lên, xì hơi mạnh hơn. Ở đây ví dụ chà 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 chà, đúng không? Còn cái này là khác nữa nha. Chà. Nghĩa là cái âm này là mình sẽ không cong lưỡi như kiểu âm tiếng Việt đúng không cô? Chị không hiểu cách em nói, nhưng mà chị chỉ có thể nói như thế này. Ví dụ ở trên đây đúng không? Là dạ. Chữ chà, 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 đúng không? Chà. Ở dưới này là chà, chà, chà. Có khác nhau không? Đúng không? Rõ ràng ở trên chị đọc vừa nhẹ, vừa không có bật hơi. Ở dưới vừa nhẹ mà vừa bật hơi nữa. Đây nha. Chà, chà, chà. Ở dưới, ở trên, ở dưới nè. Chà, chà, chà. Rõ ràng có khác nhau đúng không? Còn ở đây hai chữ chờ đọc là chà. Chà ta. À, chà ta. Mặn quá. Chà ta. À, chà ta. Đúng không? Khi mà mình nghe vô trong câu thì mình biết là tự động là lúc đó mình biết à. Với lại á, khi mà người ta nói, khi mà mình học từ á, thì à, khi người ta nói mặn tự nhiên là mình tự động biết cái chữ đó nó làm sao à. Cô ơi, có phải là khi đọc chữ 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 chờ căng, cái giống như cái môi của mình nó căng ra, dạ, đúng căng rồi. Ra em bật hơi mạnh ra mà nó căng ra thì em bật mạnh chà chà. Dạ, em hiểu rồi. Chà luôn. Rồi có ai có thắc mắc gì nữa không, cứ hỏi nha. Có ai hỏi gì nữa không? Mình có bài tập không cô nhỉ? À, như thế này. Bài tập của mình thì hiện tại ở trong đó có một quyển bài tập. Thì bài 1 này thì chỉ có chắc là ở trong đó là tập viết thôi. Ở trong cái quyển sách đó mình tập viết cũng được, không thì thôi nha. Mình tập trong quyển này cũng được, nhưng mà nếu có thời gian thì mình tập viết trong kia. Nhưng mà bài tập của mình bữa nay là về đọc những cái nguyên âm nè, phụ âm nè, đúng không? Rồi sau đó ghi âm, gửi vô trong cái nhóm của lớp á. À, các bạn cứ gửi vô đó. Sẽ giống như là mình vừa luyện tập, coi như là một cái cơ hội mình nói luôn. Và mình cũng báo luôn với các bạn là hiện tại là có đến 3 người Hàn Quốc là sẽ đã hứa với Lam là thỉnh thoảng sẽ vào chia sẻ để cho mọi người có cơ hội nói chuyện tiếng Hàn Quốc luôn. À, trong tương lai sẽ có nhiều nữa. À, nói chung là Lam làm việc với Hàn Quốc rất là nhiều, nên những cái chú đó chú rất là thích giao lưu, nên là những chú đó sẽ vào đây hỗ trợ mọi người để mọi người có thể giao tiếp tốt hơn ha. Rồi. Trời ơi, có oppa nào chưa có người yêu không? Em cũng đang định hỏi vậy á. Có chú không à? Chị là tận chơi với chú không à? Người yêu Việt chắc chú là chưa, thôi. Nhưng mà vợ hàng có rồi. Cô giáo ơi, bài hôm nay có ghi âm không ạ? À, có. À, mình sẽ ghi âm cái này lại rồi mình sẽ gửi lên nhóm cho mọi người ha. Vâng, nhập lại. Ơi. Cô có thể chia sẻ cho các em về cái app để mình học tiếng Nhật được không? À, tiếng Hàn đúng không? App hả? Thì thật sự mình không có xài app, nhưng mà để mình nhớ là có một cái tiếng Anh với tiếng Hàn, nhưng mà nó cũng hơi khó. Bạn nào biết tiếng Anh đó thì nói. Mình cộng với là mình sẽ như thế nào? Mọi người bật camera lên đi, giờ mình nói chuyện vui với nhau. Là bữa đầu tiên. Với lại là mọi người cứ đánh giá giùm Lam đi, tại vì mình cứ nghĩ là chắc là mình nói như vậy là bình thường, nhưng mà mọi người nếu chậm hay là nhanh thì cứ nói, mình cứ trao đổi thoải mái. Tại vì cái lớp này là mình chia sẻ là từ thật tâm của mình, nên là cái nào mà các bạn học để các bạn có hiệu quả thì các bạn cứ chia sẻ, cái nào mình thấy hợp lý thì mình sẽ sửa lại. Em có ý kiến trước cô. Em có ý kiến, tại vì em đang cho một bạn nhỏ với em học tiếng Anh từ đầu thì bạn ấy cũng có một buổi học nguyên âm và phụ âm như thế này, nhưng mà em thấy bài hôm nay với một người chưa biết gì ấy, em nghĩ là nó khá nặng với người chưa biết gì cả luôn ấy.
Còn như em thì em cũng biết sơ sơ, nói chung biết sơ sơ, bỏ 4-5 năm nay rồi thì chưa thuộc, bây giờ ôn lại thì còn đỡ. Nhưng mà nếu mà so sánh một cách dạy của người chưa biết gì mà hoàn toàn là con số không ấy, thì bài này, bài hôm nay hơi nặng, Đúng hơi bị là nhiều. đúng đúng là hơi nặng, nên chính vì vậy là mình có nhờ là các bạn về nhà, tại vì á khi mà có sách á mình viết ra giấy mình sẽ đọc, tại vì nó có giống như một cái bài hát nữa, mình sẽ gửi lên những cái clip mà của những cái kênh mà nước ngoài á, thì mình khuyến khích là các bạn xem của những cái kênh Hàn Quốc thôi, thì những cái kênh đó mình sẽ chia sẻ lên group để mọi người vô đó học. Ví dụ nó có bài hát nè, a da ơ dơ, mình 2-3 phút thôi, thì ví dụ mình rảnh mình vừa bật lên đó mình đọc theo thì nó rất là nhanh. Cái thứ hai nữa, khi mình về cái mình tập viết, tại vì mới mình thấy nó toàn là chữ gạch 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 thì mình thấy nó khó, nhưng mà thật sự nó đơn giản lắm. Một gạch xuống là a đúng không, thêm một gạch nữa là da, rồi ví dụ ơ thì mình chỉ nhớ nó là như thế này thôi. Nên mọi người chỉ cần dành cho em là khoảng hai Ừ. tiếng 2 tiếng, nếu mà Ừ. ai chậm lắm thì 3 tiếng 4 tiếng là sẽ Ô. đọc được hết. Du. Ừ. U. Du. Mọi người thấy tiếng Hàn như thế nào? Mình nghĩ là Em nên có giải lao giữa giờ. thấy thì qua những cái các ngôn ngữ mà em từng học ấy thì em thấy tiếng Hàn cũng không phải là khó quá, tại vì là nó cũng gần như tiếng Việt ấy, cái phát âm nó nối âm nó gần như là thế. Đúng Thì rồi, ra là em thấy là cũng không phải khó, chỉ là khó thật cái bước đầu ra là mình mình sẽ học tập quen nét chữ. theo cá nhân mình nha, mình học tiếng Anh hồi đó giờ rất là nhiều rồi, nhưng mà cũng nói cũng không có tốt bằng tiếng Hàn. Có nghĩa là khi mình tiếng Hàn nó bắt nguồn cũng giống như tiếng tiếng Trung Quốc vậy đó, tiếng của mình tiếng Hán. Ví dụ nó có những từ, ví dụ như tiếng Việt mình là ký túc xá đúng không, ký túc xá, thì tiếng Hàn nó lại là ki xúc xa. Rồi ví dụ như là ví dụ như là hoa, thì tiếng 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 Việt mình là hoa thì tiếng Hàn nó cũng là hoa. Ví dụ như là tiếng Việt mình là thông, ví dụ tiếng Việt mình là thông minh đúng không, thông minh, thì tiếng Hàn nó là thông minh, thông minh. Rồi ví dụ như trong suốt, trong suốt, ví dụ của mình là trong suốt thì của nó là thu miên, nó có những cái từ miên 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 á, đại loại là gì, ví dụ miên nó là minh, nó là cái gì đó đúng không. Ví dụ như chữ xa, chữ xa đi, chữ xa thì nó có nghĩa là sự, là xứ, là sử. Thì khi mà mình học vô rồi á, học tiếng Hán nó rất là dở, nó rất là dễ, nên là mình thấy học tiếng Hàn sẽ nhanh biết nói hơn tiếng Anh, ráp câu nó cũng dễ hơn. Đúng rồi, chính xác. France. Cô ơi, nhưng mà em thấy là cái phần mà âm tiết ấy, như ở trong sách ấy, thì em đọc em cũng không chưa hiểu rõ là cái cấu trúc viết là âm nào trước, âm nào sau, phụ âm trước, phụ âm sau, sao lại có phụ âm trên viết phụ âm dưới, Bạn thấy không, thì nhiều khi em cũng không hình dung là, chưa ok, hình dung ra được cái ở đấy. trong sách nó có một cái chỗ mà bạn, cái cấu trúc đó, cái cấu trúc mà âm tiết đó, thì khi bạn về bạn học phải học thuộc, ví dụ nguyên âm nó là cái gì, phụ âm nó là cái gì thì mới gáp được. Ví dụ như khi mình đọc, ví dụ như là từ chữ các bạn đi đúng không, các bạn đúng không, thì lúc đó mình mới biết à các là ghép từ chữ cờ a cờ s đúng không, thì lúc đó mình biết a chữ cờ rồi, a cờ s lúc nãy mình học ở đây cái phụ âm ghép đó a cờ s, biết làm sao là a cờ s mình biết vô thôi, lúc đó rất dễ. Tại vì bây giờ bạn chưa có hình dung được cái nào là đơn cái nào là đôi, tại vì mình chưa có thuộc bài, thì khi thuộc bài rồi á thì mình viết rất dễ. Ê, mình mới nói tự tin làm sao, mọi người chỉ cần học khoảng chừng 30 phút hoặc là 30 phút mình giảng thôi nha. Nói như lúc nãy giờ như các chị vậy là hơi nhiều rồi đó. Ví dụ như dạy mà mình chia sẻ một một thôi, 30 phút cộng với về nhà học thêm cho mình 2 tiếng đến 3 tiếng là có thể viết được rồi. Đọc được, viết được. Còn nghĩa thì tính sao? Cô giáo ơi, mình có một góp ý như này. Mình thấy cô hay viết lại chữ ở trên cái nền trắng ấy. Mình thấy có nhiều cô giáo, các cô ấy hay chụp ảnh lại cái trang bài, trang của sách ấy. Cô ấy dán vào trong cái trang PowerPoint và cô viết trên cái nền trắng có cái ảnh đấy luôn.
thì người học vừa nhìn thấy chữ của sách, vừa nhìn thấy cái cách diễn giải của cô. Có lẽ sẽ dễ hiểu hơn. Tại vì những cái giảng viên đó người ta có thiết bị, còn em là hiện tại nghĩa là em đang chia sẻ trên màn hình điện thoại, em dùng viết của điện thoại em viết á. Còn nếu mà em viết trên máy tính, dạ đúng rồi. Còn nếu mà viết trên máy tính thì em viết bằng con chuột thì nó sẽ không có, sẽ không có, không 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 có biết được chữ cho nó tròn. Dạ nên mình chịu khó tí xíu. Cô là cô dùng một cái màn hình điện thoại để cô viết chữ bên ngoài để xem luôn cái màn hình điện thoại của cô luôn. Hiện tại là mình đây mình thêm sử dụng một cái điện thoại để mình chia sẻ gì thì mình viết ở trên này, để ở đây mình viết đó. Đúng rồi. Cô có cài PowerPoint trên điện thoại không cô? Dạ em cũng không biết nữa, em cũng ít sử dụng á. PowerPoint có trên điện thoại vậy, như thế này là tuyệt vời rồi. Làm PowerPoint trên máy tính rồi nhưng mà trên điện thoại. PowerPoint trên điện thoại em có thể viết lên đó được hả? Được ạ. Lúc cô đập bật ở chế độ trình chiếu cũng có thể sử dụng bút bút cảm ứng như là một cái bút chỉ màu trên điện thoại giống như coi là dạ. Dạ ok, nữa anh vô Zalo đi, anh nhắn cho em cái ha, có gì không biết anh chỉ giùm em. Tại vì học làm sao miễn làm sao mà thứ nhất là em cũng có công việc riêng á, thì miễn sao em sắp xếp được công việc mà hỗ trợ được mọi người học và cam kết học với em thì được. Tại vì thật sự là tâm huyết của em là như thế nào, em học tiếng Hàn mười mấy năm rồi. Mình thấy ở trong đây có một số bạn trước đây là học viên của mình, mình thật sự không có muốn là chia sẻ nó rờm ra. Ví dụ các anh chị ơi, cái này nè, không có cần học cái này đâu, học cái này. Tại vì học cái này ra đường người Hàn người ta cũng không có nói cái này. Thì bây giờ mình dắt óc mình vô đây mình học làm gì, bỏ qua đi. Rồi xuống những cái nào học người ta nói mình hả, người ta sử dụng mình hả, học không sử dụng học làm chi. Nhưng mà ví dụ khi mà học ở trung tâm á thì người ta sẽ dạy hết từ A cho mình luôn. Nhưng mà cuối cùng quay lại, ủa cái đó đâu sử dụng đâu, dạy làm gì. Thì sinh viên học viên của em thì có nhiều bạn biết em là tính như vậy. Thì em muốn sẵn đây em làm những cái video này để cho cháu, mấy đứa cháu ở nhà cũng lớn lớn á, sẵn tụi nó học cũng sơ cấp xong hết trơn rồi, thì em muốn dạy dài lên luôn cho mấy bé á, để sau này nó đứa nào muốn học á thì tụi nó học luôn vậy đó. Rồi sẵn chia sẻ mọi người, ai học được gì thì học, có nghĩa là khả năng em tới đâu thì em sẽ chia sẻ tới đó. Rồi còn ví dụ như mọi người mà muốn học mà ví dụ cao hơn thì mình có thể đăng ký những cái lớp đại học. Em kể cả giờ em vẫn đang đi học đại học trực tuyến ngành ngôn ngữ Hàn đây. Có một số bạn ở trong đây là sinh viên em tuyển sinh vô nữa. Đó là như vậy. Nên mọi người cứ cố gắng theo được tới đâu thì theo ha. Dạ cảm ơn cô. Dạ cảm ơn cô. Rồi. Mọi người có thắc mắc gì nữa không? Dạ không. Ok vậy thôi, bữa nay mình nghỉ ở đây ha. Rồi nhớ về nhà tập viết nè, tập đọc rồi ghi âm. Tuần sau mình bắt đầu tiếp thứ ba ha. Bạn nào mà giỏi thì mình coi bài trước, tại vì sách nó có tiếng Việt hết trơn à. Ok. Cô chia sẻ một chút về văn hóa của người Hàn nhé ạ. Khi bắt đầu cuộc nói chuyện hay là lúc kết thúc công việc thì sẽ nói chuyện như nào? Thì người Hàn á thì giữa ví dụ cho mình so sánh, có nghĩa là ở đây là rất cá nhân cho mình so sánh ha, thì giữa người Hàn, người Nhật, người Trung Quốc thì mình nói luôn, chẳng lẽ là người Việt luôn nữa. Thì ví dụ người Việt thì mình không có đánh đồng hết, nhưng mà khi mình thấy mình tiếp xúc với người Hàn Quốc mình thấy dễ chịu. Ví dụ so với Trung Quốc với Nhật thì mình thấy người Hàn Quốc dễ chịu hơn, văn hóa của người ta gần gũi hơn, người ta là người thông cảm hơn. Có nghĩa là người ta hay biểu cảm, ôi trời ơi đẹp quá, hay là đại loại là trời ơi thấy người thấy thương thấy tội quá, nó rất gần gũi với mình. Khi người, nói chung là người Hàn Quốc thì người ta rất là nể người ở trên. Ví dụ là mình nhỏ hơn thì mình khi gặp người lớn hơn mình là mình không được hút thuốc trước mặt người ta, không được cầm điếu thuốc mà hút phì phà như vậy đâu là bị gõ đó, gọi là không có lịch sự đó. Thì là như vậy, người ta rất nể người ở trên. Còn ví dụ có một số văn hóa khác thì từ từ ở trong sách nó đều có hết, anh xuyên thì anh đọc ở trong đó, tại vì cái quyển này là có hết, mình thấy có đầy đủ. Rồi bạn nói đi. Cô chỉ cho bọn em cách gọi là cần cài bàn phím ở trên cái giảng sử như máy tính ý.
thì mình có một cái bàn phím riêng chưa? Có luôn, có luôn. Vô Google gõ cái có ra hết. Tại vì khi mà mình vô cái setting á, setting nó có cái ngôn ngữ, thì ở trong bạn vô Google bạn gõ nó sẽ chỉ mình từng bước rất là dễ. Đúng rồi, cái này thì trên Google hướng dẫn sẽ dễ hiểu đúng hơn rồi, cô giáo hướng dẫn hơn. Qua ví dụ ở đây nói chuyện này. À, mình ở đây thì nó nhỏ quá mình không có chia sẻ được. Vô Google các bạn rồi xong rồi vài bữa mình sẽ chỉ cho cách viết. Ở trong Google nó chỉ luôn cách viết luôn. Trong sách cũng có cách viết. Đúng rồi. Nó đơn giản thôi, giống như bàn phím tiếng Việt mình thôi. Thì ví dụ như cái nào mà ví dụ lúc nãy mình thấy có chữ mấy âm căng á, thì mình chỉ cần bấm cái nút gọi đi cắt lóc, giống như cắt lóc gì đó để cho nó gấp đôi lên là được. Nó đơn giản thôi. Dạ, yeah, chúc cô ngủ ngon à. Cảm ơn cô đã chia sẻ buổi học tuyệt vời ngày hôm nay à. Thì ví dụ như trong quá trình học có nhanh, có chậm hay là tại vì cũng có như thế này nữa. Tại vì mình không có quen, có nghĩa là vẫn chưa có quen chia sẻ với các bạn như thế này, thì nhiều khi mình nói nó sẽ bị sai nữa. Nhiều khi giống như chữ R, chữ L đó, kể cả mình lộn mà mình không biết là mình lộn, có nghĩa là khi mà tự mình ở đây tự mình viết đó, thì ok, nó không có sai. Nhưng mà khi chia sẻ lên thì cũng có thể nó sai. Thì cái đó thì mọi người thông cảm, có gì thì hỏi lại, mình cùng nhau trao đổi thôi chứ không có gì hết. Dạ rồi, mọi người còn câu hỏi nào nữa không? Cô ạ. Dạ không ạ. Cảm ơn cô ạ. Dạ rồi, các anh chị à, khoan nha, bây giờ trước khi đi, trước khi nghỉ thì mình có cái số báo danh của mình gõ lên đây giùm em nha. Nói chung là cố gắng mình học tương tác như thế này. Khi mà học có một bạn mở mic thì mọi người thấy dễ hơn không? Tại vì theo em á, nếu vậy thì dễ cho em. Tại vì mọi đúng người rồi, đúng phải rồi. Trả lời, có một người nào đó phải trả lời với em. Tự nhiên cô giáo dạy mà bởi vì im re thì là cô không có hứng để nói. Đúng rồi, hỏi cũng không biết là như thế nào nữa. Yeah. Có một người tương tác thì ví dụ như những bạn nào có thể là ưu tiên bạn này hôm nay, bữa sau bạn kia gì đó, thì như vậy để mình học nó tốt hơn. Rồi ok, vậy thôi mình nghỉ ha. Cảm ơn cả lớp. Thank you cô giáo. Rồi, cảm ơn các chị. Mình cô giáo. Rồi, ok, bye bye cả nhà. Rồi, bye bye cô giáo. Bye bye cô. Bye bye cô giáo. Chào cô ạ. Dạ. Tạm xa Hamita. Tạm xa Hamita. Hamita. Tạm xa Hamita. Hamita.